tài khoản gồm 4 số 1. Login vào để kết nối trực tiếp từ máy tính vào máy photo. Và chúng ta có thể điều khiển được màn hình của máy photo trực tiếp trên máy tính. Đây, và cái chức năng này. Thì khi chúng ta kết nối vào thì nó có máy sẽ hỏi là có khóa chức năng ở trên màn hình không? Thì chúng ta có thể là khóa chức năng để không ai sử dụng vào màn hình ở trên máy photo và chúng ta chỉ sử dụng ở trên máy tính thôi. Lúc đó chúng ta có thể xem kết nối ở trên máy. Tiếp tục. Thì như vậy là toàn bộ màn hình trên máy tính, máy photo đều không sử dụng được mà sẽ sử dụng ở trên máy tính. Toàn bộ giao diện ở trên máy photo sẽ được chuyển về máy tính và chúng ta có thể trực tiếp dùng các tính năng như copy, scan, scan to email hoặc in ấn trực tiếp ở trên máy photo. Ví dụ chúng ta copy thử bản. Chúng ta ấn Start thì máy sẽ định photo luôn. Ngoài ra chúng ta có thể điều khiển được rất nhiều các tính năng mới như kết nối trực tiếp trên máy tính, cài đặt địa chỉ IP. Ví dụ như đây là cài đặt địa chỉ mạng, cài đặt các tính năng cho in và scan USB, cài đặt chức năng NTFS sử dụng cho điện thoại hoặc enable các cổng kết nối trực tiếp ở trên máy tính luôn. Chúng ta cũng có thể trực tiếp kết nối qua máy tính để dùng thêm các chức năng ở trên mạng xuống như các cái chức năng in ấn qua điện toán đám mây, cài đặt các cái địa chỉ scan in ấn hoặc là điều khiển kiểm tra những cái vật tư tiêu hao còn hết hoặc scan to desktop hay là scan fax, rồi là các tính năng thêm ở trong này có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta. Trên đây là tôi xin giới thiệu qua về cái sản phẩm máy Vaseline Xerox của hãng Xerox. Đó là một cái sản phẩm hết sức mới dành cho những người mà những cái văn phòng hiện đại, dùng cho những người mà có cái công việc hết sức bận rộn, có thể làm việc ở nhà và khi công việc ở nhà xong xuôi có thể là tự động up lên trên mạng và đến văn phòng in ấn ra, hoặc công việc đang dở dang tại văn phòng có thể là up vào máy và về nhà sử dụng các cái văn bản đó tiếp tục ở nhà để làm việc.